Trước lúc qua đời, nữ hoàng Anh Elizabeth chưa gặp được hai cháu dâu. Hai cháu dâu của nữ hoàng Elizabeth II đã không tới gặp bà lần cuối trước lúc qua đời. Trước lúc nữ hoàng Elizabeth II qua đời, toàn bộ thành viên trong hoàng gia Anh đã tức tốc di chuyển tới lâu đài Balmoral ở Scotland để nhìn mặt nữ hoàng Anh lần cuối. Tuy nhiên, một số thành viên vắng mặt bao gồm vợ của hoàng tử William là công nương Kate Middleton và vợ của hoàng tử Harry là Meghan Markle. Theo news.com.au, ngay sau khi thông tin nữ hoàng đang được theo dõi sức khỏe được công bố, cả thái tử Charles cùng hoàng tử William, hoàng tử Harry và những thành viên thân thiết trong hoàng gia Anh đã có mặt và đang trên đường tới lâu đài Balmoral. Một phát ngôn viên xác nhận, hoàng tử Harry cùng với vợ Meghan Markle đang ở tại ngôi nhà cũ của họ ở Frogmore Cottage trong thời gian tham dự một vài sự kiện ở châu Âu đang di chuyển tới Scotland. Tuy nhiên, hoàng tử Harry được cho là vẫn đang đi trên đường tới lâu đài Balmoral vào thời điểm bà nội là nữ hoàng Elizabeth qua đời. Điều này đồng nghĩa với việc hoàng tử Harry không kịp nhìn mặt và gặp nữ hoàng lần cuối. Trong khi đó, vào một giờ sáng ngày 9 tháng 9 theo giờ địa phương, một chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân. Chở theo một vài thành viên trong hoàng gia Anh gồm hoàng tử William. Theo báo cáo, công chúa Annie, vương tử Edward và vương tử Andrew cũng đang đi trên đường tới lâu đài Balmoral vào thời điểm nữ hoàng qua đời. Tuy nhiên, vào lúc 3 giờ 30 ngày 9 tháng 9 theo giờ địa phương, cung điện Buckingham thông báo nữ hoàng Elizabeth đã băng hà, hưởng thọ 96 tuổi. Nữ hoàng qua đời trong yên bình tại Balmoral vào chiều ngày 8 tháng 9 giờ địa phương. RT nhận tuyên bố từ điện Buckingham. Báo cáo ban đầu cho thấy công nương Meghan sẽ cùng chồng di chuyển tới lâu đài Balmoral, nhưng sau đó phát ngôn viên của cặp đôi đã đính chính thông tin. Họ đã thống nhất đây không phải là lúc hợp để Meghan ở đó với các thành viên khác trong gia đình hoàng gia. Cô ấy có thể sẽ không được chào đón nồng nhiệt, phóng viên của BBC là Nicholas Gritcher cho biết. Ngoài ra, công nương Kate Middleton, vợ hoàng tử William cũng không tới được lâu đài Balmoral do công chúa Charlotte và hoàng tử Louis còn phải đi học cả ngày hôm 8 tháng 9. Cả đất nước vô cùng lo lắng trước thông tin được cung điện Buckingham công bố. Tâm trí của tôi và cả người dân nước Anh đã vô cùng hướng về nữ hoàng và các thành viên trong gia đình của bà lúc này. Tân thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu ngay sau khi hay tin sức khỏe của nữ hoàng chuyển biến xấu và đang được theo dõi. Nữ hoàng Anh có tên đầy đủ là Elizabeth Alexandra Mary, sinh năm 1926 tại Mayfair, trung tâm London. Bà lên ngôi vào năm 1952 ở tuổi 25 sau khi vua George VI băng hòa. Nữ hoàng đã có 70 trị vì. Ngay sau khi nữ hoàng qua đời, người con trai cả của bà là thái tử Charles đã trở thành quốc vương, trở thành thái tử từ khi mới 3 tuổi, với Charles giữ vai trò là người thừa kế ngai vàng lâu năm nhất trong lịch sử nước Anh. Trong khi đó, hoàng tử Harry kết hôn với Meghan Markle, một nữ diễn viên vào năm 2018, cặp đôi hiện có 2 con. Vào đầu năm 2020, vợ chồng hoàng tử Harry công bố ý định rút khỏi tư cách thành viên cấp cao trong gia đình hoàng gia. Vào tháng 3 cùng năm, Harry và Meghan đã chuyển tới sống ở Canada, đồng thời thông báo cặp đôi từ bỏ tước hiệu hoàng gia sau khi họ cáo buộc truyền thông Anh xâm phạm quyền riêng tư và có thái độ phân biệt chủng tộc đối với nữ công tước xứ Sussex. Sau một thời gian ngắn sống ở Canada, cặp đôi tiếp tục di chuyển tới California, Mỹ, và đây là hiện nơi sinh sống của gia đình công tước và nữ công tước xứ Sussex từ tháng 7 năm 2020. Hoàng tử Harry đứng thứ 5 trong danh sách kế vị, sau anh trai là hoàng tử William và 3 người con của hoàng tử William. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.